Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Kia Carens máy xăng 1.6 2010. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dowon Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 97701D700 và mã phụ của nó là B300132340. Đây, dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dowon của Hàn Quốc này. Đó. Đây chính là cái lốc điều hòa của nó nhé anh em nhé. Lốc điều hòa thì có cấu tạo nó là 4 chân. 4 chân bắt vào lốc máy, 2 chân trên và 2 chân dưới. Với cái dòng này thì nó có một đặc điểm là khá là nổi bật, đấy là cái chân dưới của nó thì hơi quằn vào trong, chân trên phía sau đua lên, và dây croa thì được lai bằng bản 6BK. Đấy. Lốc được lắp ghép với nhau qua 4 phần, một phần đầu, 3 phần thân. Đấy. Đây chính là cái phần mặt bích của nó. Dòng Karen này thì nó sẽ có hai thân anh em nhé. Một thân là 17, một thân 15. Nhưng mẫu ngày hôm nay em gửi tới anh em là mẫu 15. Mặt bích của nó thì là một dạng khối vuông đặt trên, chia ra là hai đầu co để chúng ta bắt vào đầu co cút của nó. Và đây phía mặt trước, bên phía mặt bên đuôi của lốc này. Đây. Với cái dòng lốc xịn thì anh em yên tâm nhé, tất cả nó đều có mã hết. Đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái dòng sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Kia Carens động cơ 1.6 đời 2010. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.